cho là nhận là một cuộc hành trình dài. Với BNI Awesome chúng tôi là cuộc hành trình đầy xúc cảm, đầy yêu thương. Ngày 17 tháng 7 năm 2014, mầm cây Awesome đầu tiên của hành trình cùng nhau xuất sắc được gieo mầm. Những chủ doanh nghiệp đến từ nhiều ngành nghề đều có giấc mơ chinh phục đỉnh cao, sống với triết lý cho đi và mong muốn giúp đỡ mọi người. Năm 2014, nhiệm kỳ 1, 2, Awesome được thành lập với 53 thành viên. Chúng tôi họp 2 lần một tuần để sau 3 tháng ra đời một Awesome Platinum 51+. Năm 2015, nhiệm kỳ 3-4, thời kỳ khó khăn, Awesome rơi vào khủng hoảng, thành viên có lúc chỉ còn lại 10 người. Nhớ lại những ngày tháng đầu tiên, một Awesome còn non trẻ không giữ được chân những người anh em khi chưa xây dựng được tầm nhìn dài hạn. Khó khăn, trăn trở với con đường phía trước, đi hay dừng lại. Sầm bước vào một cái thời kỳ nó rất là thử thách, bởi vì số lượng thành viên của chúng ta đã rơi xuống đâu đó còn khoảng tầm 12 thành viên ạ. Và vấn đề của Awesome lúc đấy không phải là phát triển hay không phát triển, mà là tồn tại hay không tồn tại. Tất cả các thành viên đã đồng lòng cùng nhau và chúng tôi đã tập trung nguồn lực, thời gian và tất cả những gì có thể để đạt được cái mục tiêu đặt ra là cán được cái cột mốc 25 thành viên. Và tôi còn nhớ là khi mà tôi bước vào 60 ngày đấy thì tôi có gửi một email cho tất cả mọi người, và trong đấy thì tôi có mượn lời của một doanh nhân, đó là khi mà chúng ta cùng nhau thì không gì là không thể. Năm 2016, nhiệm kỳ 5, 6, bằng sự quyết tâm và nhiệt huyết của cả tập thể, các thành viên và ban LT đã gây dựng Awesome từng bước hồi phục, và những người anh em mới đã xuất hiện đưa con số Awesome vượt chuẩn trên 25 người. Năm 2017, nhiệm kỳ 7, 8 tiếp tục phát huy sự quyết tâm của nhiệm kỳ 5, 6. Awesome tiếp tục hồi phục và là nơi mà nhiều anh em muốn đến, muốn gia nhập và thậm chí xếp hàng dài kỳ vọng. Năm 2018, 2019, nhiệm kỳ 9 tới 12, sang trang mới của Awesome. Những con số cứ tăng và tăng, tăng về nhân sự và tăng về giá trị. Awesome với một năm xanh dần, những chỉ số KPI không ai vượt nổi. Con số nhân sự kết thúc nhiệm kỳ 10 trọn vẹn là 45 thành viên. Tôi rất yêu BNI và nhất là Awesome Chapter, yêu những người bạn, những người anh em đã cùng siêu ngọt, sẻ bùi. Chúng tôi cũng có những cái cảm xúc vui, cảm xúc buồn, cảm xúc thăng hoa và những cảm xúc lắng đọng. Tôi thực sự tự hào về Awesome Chapter. Chúng tôi luôn là những tốt đầu trong BNI Awesome và trong BNI Hà Nội 2 cũng như là BNI Việt Nam. Tôi thì luôn suy nghĩ về cái việc đấy là ở ngoài kia thì nó có quá nhiều những cái đội nhóm. Ban LT lúc bấy giờ cùng với cá nhân tôi thì thực sự là chỉ biết cố gắng và nỗ lực hết sức. Và cảm xúc đến với tôi thực sự là mạnh mẽ chỉ sau khi mà tôi kết thúc nhiệm kỳ. Tôi cảm thấy mình trưởng thành lên quá nhiều và tôi cảm thấy mình rất là may mắn ở trong một đội nhóm, một tổ chức như vậy. Năm 2020, nhiệm kỳ 13-14, Awesome có những thành tích và sự nổi bật nhất trong lịch sử. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, nhưng số thành viên đã gần cán mốc 60 người. Tổ chức thành công sự kiện BOD online đầu tiên trong lịch sử BNI Việt Nam. Chapter vinh dự được trở thành Chapter Platinum, một danh hiệu xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của ban LT và sự gắn kết tuyệt vời của các thành viên. Ở thời điểm đấy, Awesome là một tập thể gắn kết và tràn đầy năng lượng với hoạt động thể thao ấn tượng nhất trong lịch sử. Awesome là quán quân của giải BNI Run với 99 thành viên tham dự, với số km là 8.733,9 km. Và kể từ đó, tinh thần thể thao lên đỉnh của Awesome trở thành truyền thống và được duy trì tới ngày hôm nay. Ở nhiệm kỳ 15.0, thời khắc của Awesome tròn 7 tuổi, Chapter Awesome vẫn đứng top 3 chapter xuất sắc nhất toàn vùng Hà Nội, giữ KPI xanh liên tiếp. Tính từ khi thành lập tới nay,
tổng số cơ hội kinh doanh các thành viên đã trao cho nhau là 13.253. Tổng số doanh thu đã mang về cho các thành viên là 246 tỷ 216 triệu đồng. Tổng số khách mời đến giao lưu kết nối với chapter là 2.330 khách. Tháng 5 năm 2021, Ocean đạt 95 điểm KPI xanh, đứng đầu toàn vùng BNI Hà Nội 2 và đứng top 5 toàn quốc. Tháng 6 năm 2021, Ocean top 5 toàn quốc về tỷ lệ tái gia nhập, tỷ lệ thể hiện sự gắn bó lâu dài của thành viên với chapter. Và mặc dù vẫn phải đối mặt với dịch bệnh, song chapter vẫn giữ được sự gắn kết tuyệt vời. Các thành viên mới vẫn tiếp tục được kết nạp và Ocean vẫn đang tiếp tục đi trên hành trình tuyệt vời. Cho mà không nhớ, nhận mà không quên, kết nối để thành công, phục vụ mọi người không vị kỷ. A, ambition, có mục tiêu, có tham vọng. W, with respect, tôn trọng. E, effective, hiệu quả. S, share, chia sẻ. O, order, kỷ luật. M, making commitment, cam kết. E, explicit, thẳng thắn. Và awesome, tuyệt vời. Awesome hôm nay đã trở thành một ngôi nhà thân yêu, nơi chúng tôi cùng kinh doanh, cùng chinh phục những đỉnh cao, cho nhau những tình cảm chân thành, cho nhau những khoảnh khắc quý giá, cùng nhau trên rất nhiều hành trình, bởi Awesome là một gia đình. Sinh nhật Awesome tròn 7 tuổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cho đi đúng cách và hiệu quả, cho đi với sự tận tâm và bằng tinh thần mong muốn mang lại những giá trị thực sự cho đồng đội. Bởi sự cho đi chỉ giá trị khi những referral thành hiện thực, tăng doanh thu và mở ra nhiều cơ hội hợp tác tiếp tục trong tương lai cho những người đồng đội thân yêu. Nhiệm kỳ 15.0, chúng tôi vẫn đang cùng nắm tay nhau, cùng hướng tới những điều tuyệt vời hơn nữa ở phía trước, dưới ánh sáng của thành công thịnh vượng. BNI Awesome Chapter, sinh nhật 7 tuổi, cùng nhau xuất sắc.